Thời gian qua, xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc đã triển khai có hiệu quả nhiều mô hình khu dân cư kiểu mẫu, thôn thông minh. Đây là bước đột phá tạo tiền đề giúp xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình. Thôn Hoa Trung là thôn đầu tiên xây dựng mô hình thôn kiểu mẫu và thôn thông minh của xã Hoa Lộc. Với sự hỗ trợ của nhà nước và sự chung sức của nhân dân, Ủy ban nhân dân xã đã hướng dẫn người dân từng bước thực hiện các tiêu chí như điện chiếu sáng, phát triển các cửa hàng số, xây dựng các mô hình sản xuất với tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí trung ương, tỉnh, huyện hỗ trợ 700 triệu đồng. Nguồn ngân sách xã vốn đối ứng là 900 triệu đồng. Còn lại là nhân dân đóng góp. Cho đến nay, mô hình đã hoàn thành với những tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, có hệ thống camera an ninh, góp phần phát huy hiệu quả trong đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Đối với các gia đình ấy, thì gần như ở như trong thôn Hoa Trung, chúng tôi tầm cỡ được khoảng trên 200 hộ đã có cái camera an ninh. Còn đối với tập thể ấy, thì trong nhà văn hóa có camera an ninh, rồi các cái tuyến đường trung tâm đều có. Và từ đó thì theo dõi được, nó hạn chế được thấp nhất các cái tai nạn ở trong cái khu dân cư. Việc xây dựng thôn thông minh, thôn kiểu mẫu, khu dân cư sáng xanh sạch đẹp, an toàn đang lan tỏa mạnh mẽ đến từng thôn xóm trên địa bàn xã Hoa Lộc. Sau một thời gian ngắn triển khai, đến nay xã Hoa Lộc đã gắn biển công nhận nhà sạch vườn đẹp cho hơn 300 hộ gia đình. Thế sau khi được xã được công nhận là nông thôn mới thì toàn dân đều phấn khởi và hò hởi. Trong khi mà thực hiện để phát triển nông thôn mới thì toàn dân và các hộ gia đình đều là cũng có phần là tham gia là hiến đất, để xây dựng đường làng ngõ xóm sạch sẽ và rộng rãi sang trang. Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì mục tiêu của xã là tất cả là vì dân, thì xây dựng nông thôn mới là nâng cao các cái tiêu chí để người dân được hưởng lợi từ văn hóa xã hội đến an ninh quốc phòng và đến việc phát triển kinh tế để là nâng cao cái đời sống thu nhập của người dân lên. Hiện nay, xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc có 5 trên 5 thôn đạt thôn kiểu mẫu, một thôn được công nhận thôn thông minh. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 71,2 triệu đồng một người. Tháng 1 năm 2024, xã Hoa Lộc đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.